12 giờ trưa, mặt trời tức giận phả hơi nóng khủng khiếp như thiêu đốt người tham gia giao thông giữa trung tâm thành phố mới Bình Dương. Một ý nghĩ chợt lóe lên, tôi nghĩ ngay đến Highlands Coffee giữa hàng tá sự lựa chọn trong đầu để vào tránh nắng. Highlands Coffee hiện đang là một trong những thương hiệu cà phê được ưa chuộng nhất trên mảnh đất hình chữ S. Ông David Thái, người sáng lập ra thương hiệu nổi tiếng này, đã trải qua một hành trình dài với hàng hà những chông gai. Còn với cá nhân tôi thì cực kỳ thích các chiến lược mà hãng đã dùng. Những chiến lược biến những sản phẩm với giá khá chát trở thành sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu khi được nhắc tới. Thậm chí là năm Covid hoành hành 2020, thương hiệu này vẫn đạt doanh thu hơn 2.100 tỷ đồng, trong khi các thương hiệu khác đang lao đao vì dịch bệnh. Highlands Coffee có thể nói là phiên bản luxury của cà phê bệt Sài Gòn và từ lâu đã được định vị gắn với liên tưởng thương hiệu Brand Association cao cấp dành cho doanh nhân trí thức. Vậy thì Highlands đã làm gì để hất cẳng các ông lớn như là Starbucks hay các thương hiệu trong nước như Trung Nguyên, Cộng Cà Phê để xưng hùng xưng bá ngành F&B nước ta? Hãy cùng với Spider Room tìm hiểu qua bài viết Highlands Coffee, bá chủ thị trường cà phê Việt của tác giả Nhật Linh nhé! Bắt đầu thôi nào! Đầu tiên là Highlands đã sử dụng triệt để chiến thuật upsell, một nghệ thuật bán hàng không thể không biết. Upsell có thể hiểu đơn giản là cùng sản phẩm dịch vụ đó, nhưng bạn bán được nó ở phiên bản cao cấp hơn. Đây là một thủ thuật sales rất hay và nhiều sạn. Câu chuyện ví dụ sẽ diễn ra như sau. Bạn đến cửa hàng Highlands gần nhất cùng khách hàng hoặc bạn bè, và đối diện là cô bé nhân viên xinh xắn. Cô bé liền nói, Highlands Coffee xin chào, anh chị dùng gì ạ? Bạn ngó lên bảng menu màu đen tạo cảm giác sang trọng của thương hiệu. Và dễ dàng quan sát thấy rằng đồ uống để tăng từ size S lên size M thì mất 10 đồng, nhưng để up từ size M lên size L chỉ mất thêm 4.000 nữa thôi. Dễ thấy khách hàng chỉ phân vân giữa việc chọn size M hay là size L, và vai trò của cô bé xinh xắn lúc nãy sẽ là chốt deal, giúp bạn bằng một câu nói rất nhỏ nhẹ. Dạ, anh chị dùng gọi size L phải không ạ? Và tất nhiên với tính chất công việc cùng với lời chào không thể ngọt ngào hơn và việc đang rất nhiều khách hàng chờ phía sau bạn thì bạn chỉ cần gật đầu một cái là họ đã upsell thành công rồi. Điều này đến từ tâm lý của mọi người là luôn luôn đi theo số đông và lựa chọn an toàn. Điều đó dẫn đến việc khi đi vào một quán mới và trước quá nhiều sự lựa chọn thì họ có xu hướng lựa chọn những món bestseller, những món được quảng cáo trên các nền tảng social là must try, qua đó điều hướng quyết định của khách hàng. Và đó cũng có thể là lý do vì sao mà khi nói đến Highlands thì người ta sẽ nghĩ đến trà sen vàng, còn trà đào cam xả thì sẽ là The Coffee House. Điểm thú vị đầu tiên về upsell là upsell đặc biệt hiệu quả với khách hàng trung thành. Một nghiên cứu cho thấy rằng xác suất để khách hàng cũ mua sản phẩm và sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho doanh nghiệp đạt tới 60-70%, trong khi với khách hàng mới, xác suất chỉ đạt 5-20%. Một khi đã là khách hàng trung thành, họ không ngại ngần bỏ thêm tiền để đem lại cho mình những trải nghiệm tối ưu hơn. Còn điểm thú vị thứ hai nằm ở việc upsell bằng raving fans. Đã là fans thì sẽ không tiếc tiền. Thủ thuật bán hàng này thường được các doanh nghiệp e-commerce áp dụng với mục tiêu tối thượng là nâng cao doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận. Cùng quay ngược thời gian ra mắt iPhone 7 nhé! Ở thời điểm đó thì Apple chỉ tung ra 3 phiên bản là 32, 128 và 256GB. Trong khi đó, với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng thì 32 là quá ít, chắc lưu được vài tấm ảnh là cùng. 64GB thì chắc là sẽ phù hợp hơn, nhưng mà Apple lại không có sự lựa chọn này. Nói một cách ngắn gọn, người dùng sẽ lựa chọn phiên bản 128GB cao cấp hơn với mức giá chênh lệch lên tới 100 đô. Quả thực là một cách móc túi ngọt ngào và khéo léo. Thế nhưng, nếu chỉ dùng upsell thì Highlands Coffee khó chiếm được trọn tình cảm của khách hàng Việt Nam như thế. Mấu chốt ở chỗ, Highlands đã nhập ra tùy tục như thế nào? Theo nề nếp tục lệ từng nhà, qua sông phải lựa đoạn nông sâu cho phù hợp với hoàn cảnh, thì cách mà Highlands nhập ra thị trường Việt cũng tương tự. Trước đây, Highlands còn phục vụ nhiều món Tây, nhưng giờ thì không còn nữa mà thay vào đó là món bánh mì truyền thống của nước ta. Khi mà bánh mì là loại thực phẩm khô và dễ gây khát nước, thì mỗi khi có khách hàng gọi bánh mì sẽ đồng nghĩa với việc hãng cũng bán kèm được nước. Có thể với nhiều bạn mức giá cho một ổ bánh mì này thì hơi cao, nhưng vì ngoài bán bánh mì cho bạn, họ còn bán cảm xúc, bán cách phục vụ và không gian, hoặc có thể nói là họ bán giá trị cảm nhận. Nên mình thấy giá này tạm chấp nhận mà hương vị ngon cực kỳ hợp với nhịp sống nhanh của người thành phố.
ngoài việc đưa món Việt vào menu vốn Tây, thì Highlands còn hiểu là khách hàng đặc biệt nhạy cảm về giá và hay có thói quen so sánh các sản phẩm cùng loại với nhau. Như mẹ của tôi thì hay giữ bill thanh toán để đối chiếu. Bà biết bột giặt ở hạng A trong siêu thị Bixi bán giá như thế nào so với Megamart có cao hơn không? Nhận biết điều đó thì Highlands cực kỳ khôn khéo khi giữ giá đồ uống có giá thấp hơn so với các món tương đồng ở các chuỗi lớn như là Cộng Cà Phê, Coffee Bean and Tea Leaf hay sau này là Starbucks. Với phiên sữa đá, một trong những món được quảng bá ở Highlands Coffee, giá sản phẩm ở size S sau điều chỉnh vẫn giữ nguyên 29k và vẫn giữ được khách hàng ở tầm trung, bỏ ra 29.000 mà được ngồi máy lạnh, phục vụ chuyên nghiệp, có hình check-in sang chảnh thì quá là hời rồi đúng không ạ? Và đây cũng có thể là nước đi bình dân hóa, mở rộng tệp khách hàng và lan tỏa sức mạnh thương hiệu. Nói về sản phẩm thì phải nói cả về chiến lược sử dụng sản phẩm phễu. Đó là những sản phẩm ngon, bổ, rẻ, giúp doanh nghiệp thu hút được sự quan tâm từ phía khách hàng. Sản phẩm phễu thường được coi là sản phẩm mồi, chứ không phải sản phẩm đem lại doanh thu chính. Cà phê sữa đá ở Highlands như là sản phẩm chim mồi để khách hàng lựa chọn những món khác cho lần ghé sau. Bởi vì dù có yêu thích tới cỡ nào thì chả có ai uống một món nhiều lần đúng không nào? Điểm thứ 3 khiến cho Highlands có thể từng bước làm chủ thị trường còn nằm ở thiết kế quán. Bạn có bao giờ để ý rằng chính thiết kế quán đã giúp cho thương hiệu tiết kiệm một khoản khổng lồ không? Đó là sự khéo léo dựa trên tâm lý khách hàng. Thứ nhất là bàn ghế xịn bọc da trước đây được thay thế bằng bàn ghế gỗ bình thường. Bởi ai đã dùng đồ bọc da thì sẽ biết là khoản vệ sinh cực kỳ tốn kém. Trong khi đó, với nội thất gỗ thì bạn chỉ cần lau đi là xong rồi. Khoảng cách giữa các bàn cũng sát nhau hơn, giúp tăng diện tích, phục vụ được nhiều khách hàng hơn hẳn. Và khi đó thì cùng là một chiếc bàn nhưng có thể phục vụ nhiều khách hàng hơn. Nhất là các dịp lễ, ai là chủ quán thì sẽ hiểu lắm khi còn phải mượn bàn nơi khác để mà kê thêm, lấn sang khu vực bác hàng xóm. Nên việc quay vòng bàn trong cùng thời điểm là rất mấu chốt. Thứ hai, khách hàng cắm rễ hoặc đổ bê tông là từ lóng nói vui mà các chủ quán chỉ những khách hàng ngồi rất lâu tại quán. Từ rất lâu rồi, cộng đồng mạng đã chia ra làm hai phe. Phe người làm kinh doanh thì hiểu tâm lý chung của chủ quán rằng điều này sẽ tổn thất nặng cho người hoạt động kinh doanh của bản thân với tiền mặt bằng, nhân viên, điện nước nuốt trọn phần lãi. Còn ở phe tâm lý khách hàng thì lập luận rằng việc mà họ thanh toán dù là nước suối 15.000 có ở trong menu thì ngồi bao lâu là việc của họ. Không bàn đến việc bên nào đúng bên nào sai vì mỗi người xét trên hệ quy chiếu khác nhau. Nhưng mà bạn có thể thấy rằng Highlands cực kỳ tinh tế trong cách xử lý việc này. Đó là Highlands xác định cách phục vụ của mình là nơi giao tiếp và mua mang đi. Chính vì điều đó, bàn ghế của quán làm rất nhỏ để làm sao khi đặt hai ly nước và các vận dụng cá nhân như là điện thoại, laptop là vừa khít khiên khịt. Bạn có thể hỏi ngược lại rằng, ở thế Highlands chỗ mình với các quán khác cũng có thiết kế hao hao giống vậy nhưng mà họ cũng có bàn to mà. Ừ thì đúng là họ có bàn to, nhưng chiếc bàn to lớn đó được đặt ở giữa, tại vị trí trung tâm của quán. Công việc cá nhân vốn là riêng tư và mang tính bảo mật, nên hiển nhiên là ít ai muốn ngồi mà sau lưng mình có nhiều đôi mắt săm soi cả. Hiển nhiên, dù vô tình hay cố ý thì việc người khác nhìn vào bạn trước tiên khi ở vị trí trung tâm đã như là một thói quen vô thức của họ rồi. Lần tới khi đến với quán gần nhà, bạn thử để ý xem đa phần mọi người sẽ chọn làm việc ở góc khuất nào đấy, cũng có thể là ngồi trước bức tường. Đó chính là điểm tinh yếu trong thiết kế quán dựa theo tâm lý rất hay của hãng này. Cũng nói về thiết kế quán nha, hãy cùng bàn về cách mà Highlands Coffee in ấn trực tiếp trên ly nhựa, Direct Printing. Phương pháp in trực tiếp trên ly thường được sử dụng cho các đơn hàng lớn và yêu cầu một số thiết bị đặc biệt kèm theo chi phí sẽ cao, nên việc bỏ in màu và thay vào đó là in trắng hiển nhiên sẽ là cách đơn giản nhưng mà hiệu quả hơn. Mặc dù chênh lệch chỉ vài đồng thôi, nhưng khi nhân lên với số lượng ly bán ra vô cùng nhiều thì vẫn là một con số không nhỏ. Gần đây thì xu hướng thiết kế logo có vẻ trở về xu hướng tối giản, đơn màu tinh gọn và mềm mại hơn nhiều. Bên cạnh đó, logo mới đổi của Highlands Coffee cũng hài hòa với triết lý âm dương ngũ hành trong quan niệm Á Đông. Tiện đây thì mình cũng muốn nói thêm về âm nhạc nha. Tôi thấy nhạc ở Highlands căng, tiết tấu khá nhanh và âm lượng hơi lớn. Thực tế thì có rất nhiều ứng dụng dựa vào sự tác động của âm nhạc đến hành vi của người dùng. Giống với những khu mua sắm sôi động vì họ muốn thúc đẩy sự phi lý trí của khách hàng. Để thay đổi chủ đề và nếu cũng là người yêu thích màu sắc, bạn sẽ nhận ra là Highlands cân bằng màu lạnh và màu nóng rất tốt.
Trong thiết kế không gian, màu nóng sẽ gây được sự chú ý, ấm áp hơn bao giờ hết và là màu của đa số các hãng F&B hay dùng. Màu xanh lá thì thích hợp để sáng tạo những thiết kế liên quan đến sự giàu có, phồn thịnh thiên nhiên và đem lại cảm giác an toàn. Chuỗi cà phê này còn cho sự sang trọng với phong cách Tây hóa thông qua hệ thống bàn và ghế gỗ cũng như những chiếc ô màu trắng ngoài trời. Đây là biểu tượng thường được thấy ở các cửa hàng cà phê ở Ý hoặc là Pháp. Thế nhưng, với tất cả những chiến thuật tinh vi ấy, Highlands Coffee vẫn cần phải đối mặt với một số bài toán hiện chưa có lời giải. Thứ nhất là Highlands đã phải bỏ ra ước tính từ 100 tới 200 triệu một tháng để thuê mặt bằng thành phố, đặc biệt là khi Misue thì hiện diện ở mọi mặt trận, Catinat với các view cà phê chiêu chiêu xâm lấn thì việc chọn mặt gửi vàng càng phải được lưu tâm hơn. Thứ hai, Highlands vẫn dùng cốc nhựa để phục vụ khách hàng, dù có là ngồi tại quán. Điều này khiến thương hiệu bị chỉ trích thải quá nhiều đồ nhựa ra môi trường. Tuy là có khuyến khích khách hàng mang theo ly hoặc là bình cá nhân sử dụng nhiều lần khi order, nhưng mà mình thấy cách này vẫn chưa đi sâu vào tiềm thức người tiêu dùng cho lắm. Thứ ba, Highlands cũng chứng kiến sự thay đổi của chuỗi này về hình thức phục vụ, từ được phục vụ thành tự phục vụ. Thay đổi này giúp cho chi phí vận hành của cả chuỗi với gần 230 cửa hàng giảm đáng kể. Tuy nhiên, nó cũng gây phản ứng trái chiều từ lứa thế hệ trước và tập khách hàng bình dân khi đã quen với việc được làm thượng đế. Ngoài ra, có một điểm mà mình không thích ở Highlands là việc không có nước lọc miễn phí. Và thứ tư, sau điều chỉnh, giá của đồ uống đá xay, món đồ được yêu thích bậc nhất của Highlands đã tăng khoảng 5-6.000 đồng mỗi sản phẩm. Đây như là một cú lọc fan trong thời buổi suy thoái vậy. Thế thì ta rút ra được bài học gì từ Highlands? Sẽ thật là vô nghĩa nếu chỉ phân tích mô hình kinh doanh của Highlands mà không áp dụng được cho chính business của bản thân. Thế nên đây là một số bài học có thể đúc kết từ cách làm kinh doanh của thương hiệu này nhé. Trước hết là khó tăng giá trị trên một đầu khách. Hầu như ít ai một mình mà uống 2 ly nước tại quán cà phê. Nhưng quán nhậu hát thì con số lại tăng theo cấp số cộng. Đó là lý do vì sao bạn nên bán thêm các sản phẩm khác hay còn gọi là cross-sell liên quan như là sản phẩm hạt rang, bánh mì, vé máy bay. Nguồn thu khủng từ các dịch vụ ăn theo, tôi vẫn gọi vui là làm chơi nhưng mà ăn thật. Hồi nhỏ tôi có canh nét đêm mà anh em nào cũng biết combo không thể không có là thuốc lá, mì tôm cộng với cả sting hay là bò cụng đúng không? Chính những sản phẩm phụ mang lại doanh thu còn nhiều hơn cả tiền nét. Thêm một ví dụ nữa, như là khách hàng mua iPhone thì sẽ mua thêm tai nghe Apple vì nó trong gói combo. Còn upselling là khách hàng tự ý định mua điện thoại bản 64GB sang bản 256GB. Hai là về khách hàng cắm rễ. Đôi khi nhóm khách hàng này cũng có thể đóng vai trò là chim mồi, tạo cảm giác đông vui. Đôi khi họ phải nạp lại năng lượng, giải tỏa cơn buồn miệng. Đó chính là thời điểm để bạn kinh doanh thêm các dịch vụ ăn uống đi kèm. Thực tiện nhất là bánh mì kẹp hoặc bánh ngọt, bởi vì thời điểm uống cà phê là sáng và buổi xế, khách hàng rất dễ có nhu cầu vì đói. Các mô hình kinh doanh cà phê văn phòng hay là workshop, workspace chính là phục vụ cho những tệp khách hàng này. Thử hỏi nếu tệp khách hàng không đủ tiềm năng thì ai dám khai thác? Thứ ba, sản phẩm phễu. Cà phê, bạc xỉu, cacao đá là những món đã quá quen thuộc với mọi người nên bạn chỉ cần nên bán bằng hoặc cao hơn đối thủ một tẹo thôi. Ngoài ra hiệu ứng giá 39.000 hay 49.000 vẫn có tác dụng. Công thức là hai số đầu cuối là 5 và 9. Mình thì vẫn đang áp dụng, nhiều khi tổng 2 ly nước là 7-8.000 nhưng mà việc bạn được bo hẳn 2.000 là bình thường. 4. Combo. Nên có combo để lên đầu menu. Combo tiết kiệm, miễn phí upsize, combo gồm có bestseller cộng một đồ uống. Lưu ý cách đặt tên combo sao cho hấp dẫn, dễ nhớ và đương nhiên giá combo phải thấp hơn giá lẻ của từng món gộp vào. Tiếp theo là menu, chia ra làm 3-4 phần, thứ tự là combo, món chính và phụ, topping cộng mô tả rõ ràng. Quán mới thì hơn 20 món là đẹp, đừng có ham nhiều món bởi vì bạn có thể sẽ lỗ tiền nguyên vật liệu. Còn về màu sắc thì nên tương đồng với phong cách của quán và đồng nhất với bộ nhận diện thương hiệu. Quan sát dòng đồ uống của Highlands được chia ra làm 3 nhóm chính. Nhóm 1,
cà phê, Findaily, espresso với phin sữa đá. Nhóm 2, trà trái cây và trà xanh với trà sen vàng. Nhóm 3, đá xay với freeze trà xanh. Nhóm 4, bình giữ nhiệt, ly sứ Highlands Coffee. Tiếp theo, mình muốn đề cập tới món chủ lực. Có một khái niệm trong game mà tôi rất thích là ADC, tức xạ thủ gánh team. Quán kiểu gì thì kiểu cũng phải có một món chủ lực có khả năng gây thương nhớ mạnh. Theo tôi, bạn nên chọn món đi ngược lại thị trường, tức là nếu bạn ở xứ lạnh, hãy làm món nóng, healthy giữa rừng fast food. Tiếp theo, về hình ảnh thì hình ảnh trên menu phải đẹp và quan trọng là chân thật. Nhiều quán hay thuê designer không am hiểu về sản phẩm của mình, dẫn đến các thiết kế chỉnh sửa không có hồn và thiếu đi sức sống. Về brand thì tên brand đừng chung chung và quá phổ thông, cũng không cần phải quá cầu kỳ nhiều ẩn ý, nên là tên thương hiệu cộng sản phẩm chủ đạo của quán. Như tôi có người anh vốn thích mèo, nên anh ấy đặt tên quán là Meow Billiards luôn. Hãy nhớ, keep it simple. Rồi, tiếp theo mình nói về traffic offline hay tương tác trực tiếp. Không nên vắng mặt ở các chương trình, event nhằm hút lấy traffic, tổng động viên các KOLs làng, bà con khu phố, họ hàng gần xa, đặt hàng như là các cụ đã dặn, bán bà con xa, mua láng giềng gần. Treo băng rôn cột đèn điện hay là sáng tạo hơn là các ảnh meme về cách người yêu cũ hối hận chưa vẫn đang là hot. Hiệu ứng đám đông vẫn là một cái gì đó cực kỳ thu hút và hiệu quả. Còn về traffic online, qua Facebook, YouTube, TikTok đều gắn chặt với thương hiệu cá nhân. Tốt nhất hiện tại là dùng TikTok để kéo các kênh còn lại. Xét về khoản này thì Qua Vũ đã qua mặt David Thái với những triết lý kinh doanh làm trên cả tuyệt vời. Đăng bài trên trang cá nhân và các group, page địa phương. Chú ý đặc biệt đến các admin page của học sinh các trường đăng tin check-in kiểu ngẫu nhiên trước và sau khi khai trương chẳng hạn. Tiếp theo, về tệp khách hàng, tốt nhất là nên đa dạng hóa nguồn khách, không nên bỏ hết trứng vào một giỏ. Như quán mình thì phân ra khu phòng họp, hút thuốc. Với việc là phục vụ khách có thói quen hút thuốc và phòng VIP về các event workshop. Cuối cùng, về không gian, rực rỡ, bắt mắt và phải có điểm nhấn đặc trưng. Càng ế thì phải càng sạch, phải tươi, đèn thì phải sáng và cây thì phải xanh, không nên bị giới hạn về chỗ ngồi. Mặt bằng đẹp, giá trị cao sẽ vô nghĩa nếu khách hàng phải chờ đợi. Đa số chỉ uống mỗi buổi sáng và tối, thi thoảng là trưa, còn lại thì rất vắng. Và đó là toàn bộ phân tích của tác giả Nhật Linh về lý do làm thế nào mà Highlands Coffee có thể vươn đến vị trí cao đến vậy trong thị trường F&B Việt, cũng như các bài học có thể rút ra và thách thức mà Highlands sẽ còn phải đối mặt. Bạn nghĩ sao về các phân tích trên? Có ủng hộ và phản đối điểm nào không? Cùng comment bên dưới phần bình luận để chia sẻ với chúng mình nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay. Mình là Khánh Linh. Bye!